những trải nghiệm đầy thú vị về những địa điểm tâm linh của vườn quốc gia Vũ Quang. Và ngày hôm nay chúng ta lại tiếp tục hành trình của mình. Và hãy cùng chúng tôi vào bên trong rừng để xem vườn quốc gia Vũ Quang còn có những gì đặc biệt nhé. Và một điều thú vị đó là hành trình của chúng tôi ngày hôm nay có thêm những người bạn mới đồng hành. Hai ba. Yeah. Yeah. Thiên nhiên hoang dã vườn quốc gia Vũ Quang luôn chứa đựng rất nhiều điều bất ngờ để chúng tôi khám phá. Với những cậu sinh viên trẻ như Hoàng Vũ thì khám phá thiên nhiên hoang dã có thể xem là một hình thức du lịch đặc biệt ưa thích, nhiều cảm giác mạnh. Ngoài việc được trải nghiệm những điều bất ngờ, còn được tìm hiểu những phong tục mới, những con người mới trên chính mảnh đất quê hương mình. Chính vì thế, mỗi chuyến đi, mỗi thời điểm, những ấn tượng của họ về vùng đất và con người nơi đó luôn sâu sắc. Cô em đã đi trải nghiệm như thế này nhiều chưa? Em đi khá là nhiều nơi chị ạ, nhưng mà thực sự lần này đi khá mệt nhưng mà em thấy rất là vui. Mệt nhưng rất là vui đúng không? Điểm đầu tiên chúng tôi đến trong hành trình hôm nay sẽ là một con thác rất đẹp, có tên là Thang Đày. Vâng, nơi chúng tôi đang đứng đây đó là trạm kiểm lâm Sao La. Thưa anh Trần Hải Vạn, trạm trưởng trạm kiểm lâm Sao La, vì sao ở đây chúng ta lại có cái tên gọi ý nghĩa như thế này ạ? Cái trạm Sao La này là lấy cái tên của cái con Sao La mà trước đây đã phát hiện thấy ở trong cái khu vực này. Vâng, có thể thấy rằng là một cái tên gọi rất là gắn bó và rất là ý nghĩa đúng không ạ? Vâng, đến đây thì có rất là nhiều điều mà thực sự là chúng ta thấy thú vị. Đó là trạm kiểm lâm Cò này, rồi là bây giờ là trạm kiểm lâm Sao La. Thưa anh bạn là từ trạm kiểm lâm Sao La đến thác Thang Đày thì chúng ta mất khoảng thời gian bao lâu ạ? Từ trạm kiểm lâm Sao La vào đến thác Thang Đày là chúng ta mất khoảng 9 cây số. Theo cái đường đi bộ, chủ yếu là đi bộ thôi. Thế Kiều Anh có thấy là một chặng đường có đầy thú vị không? Chắc hẳn đây sẽ là một chặng đường rất là thú vị bởi vì chúng ta sẽ có tận 9 km để đi bộ, để trải nghiệm và khám phá nơi đây. Và đặc biệt là được gần hơn với thiên nhiên đúng không? Vâng, đúng đấy. Cách trạm kiểm lâm Cò 5 km, trạm kiểm lâm Sao La là điểm xuất phát đầu tiên để chúng tôi chuẩn bị tư trang, bắt đầu hành trình đến với thác Thang Đày. Phải trải qua rất là nhiều lo lắng như thế này thì chúng ta mới đến được điểm đích của mình đấy. Và chị đã nghe thấy tiếng suối, một điểm đến tiếp theo trong hành trình đến với thác Thang Đày của chúng ta rồi đấy. Nào, chúng ta lại tiếp tục lội suối nhé. Đi. Địa hình núi cao, vực sâu, thung lũng hẹp, độ dốc lớn, độ chia cắt sâu và dày là đặc trưng của vườn quốc gia Vũ Quang. Chính vì vậy mà việc khám phá nơi đây quả thật rất thú vị cho những ai ưa mạo hiểm. Ừ, có đi như thế này thì mới thấy rằng là chuyến đi của chúng ta thú vị nhưng cũng đầy vất vả đúng không anh? Ừ, vâng, tôi thừa nhận đầy vất vả, chúng ta rất thú vị nhưng mà đừng đủ vừa. Nhiều xin vắt và muội lắm. Vậy thì cái việc quản lý tuần tra kiểm soát rừng thì được tổ chức như thế nào anh? Vâng, việc tổ chức tuần tra rừng thì thường thường là 1 đến 2 ngày sau chuyến tuần tra lại tiếp tục đi tuần tra lại một lần nữa. Vâng ạ, có nghĩa là tại vì thường xuyên đúng không anh? Phải nói là rất là khó khăn trong quá trình đi đến với thác Thang Đày đấy ạ. Đúng với nghĩa khám phá, hành trình của chúng tôi có quá nhiều điều bất ngờ. Wow, rất là nhiều loại bướm kìa chị đúng không? Quả thật là có rất là nhiều loại bướm đủ màu sắc mà để chúng ta có thể chiêm ngưỡng trong quá trình đi đến thác Thang này đấy các bạn ạ. Có thể thấy rằng là đối với những cái khu vực như thế này thì sẽ có rất là nhiều loài sinh vật mà không chúng ta đa dạng như chị. Vườn quốc gia Vũ Quang có tính đa dạng sinh vật cao. Các lớp như bướm, chim, cá, lưỡng cư đều tương đương với các vườn quốc gia gần kề, cùng nằm trên dải Trường Sơn Bắc. Giá trị bảo tồn ở vườn quốc gia Vũ Quang không chỉ riêng cho Việt Nam mà còn có ý nghĩa cho cả khu vực. Những chuyến đi rừng như thế này trở nên thú vị hơn khi có những cơn mưa bất chợt. Và đây chính là đặc điểm riêng có của rừng thực vật đấy.
có khí hậu nằm trong vùng nhiệt đới gió mùa. Mùa đông lạnh, dễ xảy ra sương muối. Còn mùa khô, khí hậu nóng rất khắc nghiệt với những cơn mưa rừng bất chợt vào mùa hè. Phía sau chúng ta là khu vực thác Tang Đài của vườn quốc gia Vũ Quang. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng leo thác và khám phá về thác Tang Đài này nhé. Chị Trung Hoa, chị Cầu Anh ơi, điều chắc chắn đầu tiên em sẽ phải ngâm mình vào dòng nước mát này. Và đó cũng là điều mà Trung Hoa và Kiều Anh rất là mong muốn được thực hiện khi đến với thác Tang Đài. Tang Đài, cái tên khá đặc biệt lôi cuốn. Chỉ nghe cái tên thôi đã hấp dẫn chúng tôi đi đến đây, dù đường đi không mấy dễ dàng. Với độ cao khoảng 50 mét, thác Tang Đài như một dải lụa trắng đổ từ trên vách núi. Một thắng cảnh kỳ thú mà thiên nhiên đã ban tặng cho vườn quốc gia Vũ Quang. Tiếp tục hành trình khám phá, các anh cán bộ vườn lại dẫn chúng tôi ngược đường đến thăm quần thể cây sú nhiều năm tuổi. Chỉ nghe qua lời giới thiệu về quần thể cây khổng lồ này đã khiến cho chúng tôi khá tò mò. Vâng, nơi chúng tôi đang đứng đây đó là khu vực rào vền thuộc tiểu khu 180B. Đây là một quần thể sú với rất là nhiều những cái cây sú có tuổi đời hàng trăm năm rồi đúng không anh? Và một cái cây sú to như thế này thì phải khoảng bao nhiêu người mới ôm xề được nó anh? Như cây sú chỗ mình đang đứng đây là một trong rất là nhiều cây sú ở khu vực này. Và chắc là cũng phải đến 20 người thì phải mình giang cánh tay rồng thế này mới đứng. Phải 20 người đúng không ạ? Nhưng mà đây như vẫn chưa phải là cái cây sú lớn nhất ở trong khu vực này đúng không ạ? Vâng, đây chắc chắn là cây sú chưa phải là lớn nhất. Vâng, có thể thấy rằng là khi mọi người đến đây thì mới có thể cảm nhận được là không gian rất là hùng vĩ và thực sự là muốn hòa mình vào thiên nhiên bởi một cái không khí rất là dễ chịu như thế này. Và đến được nơi đây thì thật sự là không dễ dàng chút nào. Chúng ta phải đi thuyền, đi xe máy, đi bộ và phải đi qua rất là nhiều con suối mới có thể đến được những cái quần thể cây sú to như thế này. Và nếu như không yêu thiên nhiên, không yêu sự mạo hiểm thì không thể bao giờ đến được đích. Theo kết quả điều tra của các chuyên gia trong nước và quốc tế, vườn quốc gia Vũ Quang có tới khoảng 80% diện tích rừng tự nhiên với nhiều loại thực vật ưu thế. Xét về quy mô diện tích phân bố, thành phần thực vật của vườn quốc gia Vũ Quang rất phong phú và đa dạng. Chúng tôi đã khép lại hành trình thú vị hôm nay bằng việc ghé thăm con suối Rào Rồng. Chúng ta sẽ phải đi bộ khoảng 30 phút đường rừng để có thể đến được suối Rào Rồng. Mặc dù lúc này đây thì tiếng suối nghe đang rất là vui tai rồi, phải không chị Tô Sa? Đang rất là muốn được tắm rồi. Sau 30 phút đi bộ thì giờ đây khi mà được hưởng cái nước mắt lành như thế này thật là tuyệt vời, tỉnh hết cả người, đứng như vậy. Với hệ thống sông suối phát triển, đây là khu vực đầu nguồn của nhiều sông suối lớn. Dài trên 10 km, 16 con suối hình thành từ 3 hệ thống thủy rõ rệt. Đó là Khe Chè, Ngàn Trươi và Rào Đổ, các chi lưu chính của sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố. Các sông này đổ vào sông La là sông lớn nhất của tỉnh, sau đó lại hội tụ ở hạ nguồn sông Lam, rồi đổ ra Biển Đông. Thưa quý vị và các bạn, vườn quốc gia Vũ Quang không chỉ biết đến là một khu vực được ưu tiên về bảo tồn đa dạng sinh học, mà còn được biết đến là một điểm du lịch sinh thái với phong cảnh hùng vĩ và nên thơ. Và chúng tôi tin chắc rằng đến với vườn quốc gia Vũ Quang, quý vị và các bạn sẽ có được một chuyến đi đầy thú vị. Mùa ngàn xưa, khi nơi đây chỉ là sỏi đá. Từ hoang sơ, người Việt khao khát sống vươn lên. Rồi từ tối tăm, ta đi tìm một ngọn lửa sáng. Tay với xa hơn mặt trời và ngày nay khi nơi đây đã nhiều đổi thay, rồi từ đây ta khám phá thế gian muôn màu để ta xứng danh
con người của đỉnh cao mới, làm cuộc sống văn minh, đẹp đôi mắt trí tuệ Việt Nam.